Thưa quý vị, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi luôn được các cấp hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng quan tâm, triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần, sức khỏe và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Đây là hình ảnh trong chuyến thăm của đoàn công tác Hội người cao tuổi thành phố đến Trung tâm Điều dưỡng người có công vừa qua, trong dịp tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023. Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các cụ đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại trung tâm, lắng nghe, ghi nhận các tâm tư nguyện vọng của các cụ. Hiện Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố đang chăm sóc, phụng dưỡng và điều trị 48 người có công, nhận điều dưỡng luân phiên người có công cách mạng gần 1.000 người trên một năm. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người có công nơi đây luôn được quan tâm. Với cái sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên thì chúng tôi hết sức là xúc động, bởi vì cái ngành là không có tiền. Mà chính vì chúng tôi ở đây là hậu phí thì cũng không thu lại, chỉ giải quyết ở trong đây thôi. Nhưng mà bữa nay là có tiền đi tham chúng tôi, rồi quà nữa, có quà, cho nên tình cảm cũng là vấn đề quan trọng. Nhưng mà kèm theo vật chất đó là một cái niềm vui, động viên, an ủi chúng tôi. Hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn thành phố luôn tích cực tuyên truyền, truyền thông, vận động xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cũng như chăm lo đời sống vật chất tinh thần người cao tuổi, phát triển và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thì trong tháng hành động người cao tuổi hàng năm đều là coi như Ủy ban Nhân dân quận đã có những cái hỗ trợ, những cái phần quà cho các cụ đặc biệt khó khăn. Rồi ở Hội người cao tuổi quận triển khai xuống các phường là vận động mạnh thường quân để hỗ trợ quà cho những cụ khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thì các cụ cũng rất phấn khởi. Thời gian tới, Hội người cao tuổi thành phố chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người cao tuổi, chủ động xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và nhân rộng điển hình phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, hạnh phúc và đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong các phong trào tại địa phương.